Trời chị ơi, chị nhờ shipper giao tới được rồi, chị tới làm chi? Nè, em có nhớ là hôm nay em phải đi gặp ai không vậy? Ủa, hôm nay hả chị? Cái thằng này, chị cũng quên đó hả? Chị đã nói là bữa nay em phải đi gặp Hứa Mỹ Kim, vậy mà cũng quên nữa. Em nhớ rồi, em giỡn chị thôi, em nhớ mà. Nhớ rồi, tên gì? Tên gì? Chị tên gì? Tên gì? À, tên là... Cái gì? Hoàng Hoa Sinh Kim. Hoa Sinh Kim nè. Tên gì? Cao Mỹ Kim. Cao Mỹ Kim. Khoan. Tên gì? Nhanh nghe một từ thôi. Hứa Mỹ gì? Hứa Mỹ gì? Hứa Mỹ Thuận. Hứa Mỹ Thuận. Cái gì về miền Tây hả? Chứ hứa gì? Hứa gì? Hứa Mỹ Kim. Rồi, biết rồi. Hứa Mỹ Kim. Đúng không? Dạ, chào anh. Anh có phải là Đỗ Tiến Sĩ không ạ? Cho tôi ly cà phê đen. Anh có phải là Đỗ Tiến Sĩ không? Tôi nói cho tôi ly cà phê đen đá. Dạ, em là Hứa Mỹ Kim đây. À. Dạ, anh làm ở Bệnh viện Quốc tế Nam Sài Gòn phải không? Em nghe nói bác sĩ mình nói giỏi lắm á. Em có ông bác á, ổng đi mổ cục sống bên đó mà về ổng khen hoài à. Nhân viên bên đó nhiệt tình, dễ thương, thân thiện nữa. Bởi vậy, ổng về ổng kêu nhà em ai mà bị bệnh là qua đó khám. Y hệt một cái khách sạn vậy đó anh. Còn em không phải là bác sĩ như anh, nhưng mà trước đây em có học được một cái phương pháp thôi miên. Tuy là ổng phải học chính quy thôi á, nhưng mà em thấy thú vị lắm. Anh lại gần đây đi em chỉ. Bây giờ á, anh nhìn vào lòng bàn tay của em nha. Anh tập trung vào lòng bàn tay của em thôi. Và đếm theo em nha. 1 2 3. Cô gì ơi? Dạ. Mắt cô. Mắt em sao anh? Đẹp quá hả? Trời ơi, ai cũng nói em vậy hết trơn. Ai cũng nói mắt em đẹp hết trơn á. Mắt cô có vấn đề. Vấn đề hả? Sao mà có vấn đề được? Em rất là bình thường, mắt em sáng tự nhiên. Dạ cô vàng quá. Triệu chứng của bệnh gan nặng lắm. Dạ không anh ơi, em không có bị bệnh gan đâu. Sức khỏe em tốt lắm, em vừa đi khám sức khỏe xong mà. Nước tiểu cô dạo này sao? Dạ, nước tiểu em cũng bình thường. Không, coi thử nổi bong bóng không. Nước tiểu của em nhất định là sẽ không có một cái bong bóng nào ở trong đó hết. Em đi toilet nha. À, tiện thể coi có bong bóng không nha. Anh ta dám nói bị mắc bệnh gan đó chị. Anh ta là bác sĩ thì bác sĩ chứ. Trời ơi, em không thể chịu nổi luôn đó. Anh đến đây đâu phải để khám bệnh cho em đâu. Anh ta quá đáng lắm luôn á. Khoa đi bằng bên trái và chuyền vào rất tốt. Anh đang làm gì vậy? Phan Văn Đức là... đang xem bóng đá. À, xem bóng đá hả? Trận cầu là quan trọng lắm, phút 87 rồi. Thì quan trọng anh cứ xem đi. Có phiền em không? Mà trận bóng đá là 90 phút hả anh? Sút đi. Cái trận này là 90 phút hả anh? Trời ơi, sút thì không lo sút. Nó đánh nguội người ta, thấy vàng thấy không? Đánh nguội hả? Làm gì vậy? Cái này là tôi tạt nguội anh đó. Anh tưởng anh là ai vậy? Anh chảnh vừa vừa thôi chứ. Ủa, tôi có làm gì đâu. Từ cái lúc mới vô đây á là anh đã nói tôi bị bệnh gan của tôi đã không mơ anh rồi. Còn nước tiểu bong bóng nữa chứ. Bong bóng cái gì ở đây? Không phải, cô có bệnh gan thì cô phải tới bệnh viện chứ. Bớt vô viên đi. Sao? Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói là tôi phải kiểm tra lại. Có thể là chỉ bị thương nhẹ thôi ông à. Vậy là may lắm rồi đó. Xem mặt chủ hay không? Trước tiên mình phải kiểm tra. Ủa ba? Bác sĩ này là con trai tôi đó. Vậy à? Chào cô. Chào con. Dạ, chào hai bác. Chào cậu. Mà sao ba ở đây? Thì đưa bạn đi khám bệnh thôi. Ôi trời ơi,
Người gì đâu mà đẹp trai, thư sinh, dễ thương gì đâu đó. Bà đang nói tôi á hả? Không dám đâu. Tôi nói con trai của ông đó. À, thằng Sĩ á hả? Ừ. Tôi thấy nó có bình thường, có gì đâu đẹp trai. Mà nè, nó chưa có bạn gái phải không ông? Suốt ngày nó cứ cắm đầu vô bệnh viện, đâu có thời gian đâu mà yêu với đương. Ồ, vậy thì hay quá. Trong trường của tôi á, có rất là nhiều cô vẫn còn độc thân đó. Hay là để tôi lựa một cô nào đó dễ thương, xinh xắn giới thiệu cho nó nha. Được á. Nhưng mà bà phải giới thiệu cái người nào dễ thương mà xinh xắn như bà vậy đó thì tôi mới chịu. Người như tôi đó hả? Ôi, tìm đỏ mắt cũng không thấy đâu. Nhưng mà cỡ bằng phần nửa thôi, hoặc là tệ hơn một chút thì đầy. Chính xác, câu nói hay nhất trong ngày. Ồ, vậy hả? Trời, tiếc thiệt đó. Tôi biết rồi, cô ấy rất là dễ thương đó. Thôi, cứ vậy đi nha. Cô Liễu ơi, ăn cơm chung với tụi con luôn cô Liễu. Dạ. Thôi khỏi đi. Amanda. Dạ. Julian, có phải là cô Xuân Lan đã có người yêu rồi phải không? Dạ đúng rồi, con thấy có đeo những cặp đàng hoàng mà. Vậy hả? Ủa sao vậy cô? Bộ cô tính là mai trai hả? Người ta tướng tá thì sao giờ? Làm nghề gì vậy cô? Nè, anh thấy mê trai quá rồi đó. Một mình anh chưa đủ đẹp hả? Em hỏi cho biết thôi mà. Ai vậy cô? Nhìn bề ngoài rất là dễ thương, cao ráo, đẹp trai. Ăn đói là duyên dáng nữa. Sao cô cứ nhắc con hoài vậy? Ăn cơm không vô luôn á. Cô, vậy giới thiệu cho My cô. Hả? Ừ. My hả? Ủa sao tự nhiên anh lo em vô chi vậy? Được không đó. Cô Liễu, sao giới thiệu cho con mà sao cô cười dữ vậy cô Liễu? Thì không phải ai cũng là đối tượng của cô ấy được đâu. Em nghe chưa? Làm như mình có giá lắm vậy. Gì? Một con tệ lắm hả cô Liễu? Thôi. Nhưng mà chưa chắc gì cô giới thiệu người đó cho con mà con chịu đâu. Coi như là cô chưa nói đi. Thôi cho cô xin lỗi mà. Nhưng mà người đó là ai vậy cô? Con trai của ông Đỗ Tú Tài. Có. Cô ấy tên là Tiến sĩ đó. Đỗ Tiến sĩ hả? Sao vậy? Mấy đứa biết hả? Dạ tụi con biết chút chút vài nấy thôi cô. Ủa mà sao tự nhiên cô là mai chi vậy? Mới hôm nay nè, cô có gặp cô ấy ở bệnh viện. Công nhận nghe, người gì đâu mà cao ráo đẹp trai. Không những vậy mà ăn nói còn dễ thương nữa đó. Chỉ tiếc là bận rộn quá, cho nên là không có thời gian để mà yêu đương. Vì vậy cô có hứa là sẽ giới thiệu cho cô ấy một cô giáo đó. Ủa cô Liễu, nhưng mà người đẹp trai vậy sao mà ế được? Mà cô làm gì quan tâm quá vậy? Sao biết đẹp trai mà không ế? Người xinh đẹp như cô mà cũng đã từng ế đó thôi. Tức là người mà làm nghiên cứu như vậy á thì khờ khạo về chuyện yêu đương lắm. Lỡ như mà gặp phải một con hồ ly tinh nào đó đó, chỉ có nước từ chết cho đến bị thương mà thôi. Nhưng mà đứa yên tâm, bà May Lệ Liễu này mà ra tay á, chỉ có bách chiến bách thắng mà thôi. Bà May Lệ Liễu nghe ngứa ngứa vậy. Bộ có sao không vậy? Sao gì? Thì chuyện cô Liễu định giới thiệu cô giáo gì đó cho anh Sĩ đó. Thì sao? Thì hai người đang quen nhau mà. Ủa? Ai nói với bà tôi với ổng đang quen nhau? Hai người hôn nhau rồi, không quen nhau chứ là gì? Đừng nhắc chuyện đó nữa. Nó nói là cái đó chỉ là tai nạn thôi. Tai nạn? Ừ thì là tai nạn. Không lẽ bộ để cho ổng đi xe mắt được hả? Thì ổng thích thì ổng đi, tùy ổng thôi. Hai cái người này kỳ thiệt á. Mà cũng đúng, ổng đẹp trai vậy á, thiếu gì cái theo. Ừ, thiếu hay dư gì cũng đâu có phải chuyện của tôi đâu. Tôi không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Không liên quan thiệt không đó? Miệng thì nói vậy thôi chứ hả, lòng đâu như cắt gì có. Thôi nào, không hề nha, tôi không suy nghĩ gì luôn á. Tôi nói tôi không quan tâm thiệt mà. Mà cứ để cho ông đi làm mai làm mối gì đi. Để coi có kiếm được người con gái nào như tôi không. Có gì đâu, cứ thử gặp một lần đi. Nếu mà không được, cô giới thiệu những con làm gì. Cô gái này
cả bề ngoài lẫn học thức, cái gì cũng được hết đó. Nếu mà con bận á, cô sẽ kêu cô đến bệnh viện gặp con, được không? Thời buổi này á, cậu mà đi tìm trâu là chưa bình thường mà. Không sao, cô yên tâm nha. Chắc là cô đã dành mất thời gian của con nhiều quá rồi phải không? Được rồi, cô đi làm việc tiếp đi nha. Ủa cô ơi, cô nói chuyện gì vậy? Đi coi mắt á hả? Thì là chuyện đó đó. Tạm thời thì người ta vẫn chưa chịu, nhưng mà không sao. Đây, sau khi đã nhìn thấy tấm hình này rồi, chắc chắn là sẽ đổi ý ngay thôi. Ôi, nhìn như hoa hậu Tiểu Vy vậy á mọi người. Ôi, magnifique, đẹp lắm đó cô. Phải, ai cũng nói như vậy hết đó. Cái cặp mắt con đậu con bay, lé hay gì vậy? Nè, con nói gì vậy hả? Nhìn lại mình đi, có đẹp hơn ai không mà chê? Nhìn người ta gặp nhau mà sao cô cảm thấy nôn nao quá vậy nè. Hai người đến được với nhau á thì hay biết mấy, đúng là tiên đồng vật nữ mà. Sao đi không té một cái cho rồi. Ê, có sao không? Cô Liễu, My à? Dạ. Cô tính tới bệnh viện đó, còn có rảnh đi với cô nha. Cô đi bệnh viện gì vậy cô? Gót chân của cô vẫn còn bị đau, cô tính tới đó để mà tái khám. Đi taxi của mình á không có tiện cho lắm. Ủa mà anh Julian với anh Quốc đâu, không ai chở cô đi hả? Cuối tuần tụi nó đi chơi hết rồi. Mà con hỏi vậy là sao hả? Con muốn đi thôi chứ. Không có, tại con đang bận. Bận hả? Bận nằm dài trên giường thì có. Con đâu nằm dài đâu, con nằm co gối. Con xả treo đó hả? Thôi, mau đứng dậy đi với cô lẹ lên. Dạ. Nhìn lên. Ủa, cô Liễu, đi đăng ký khám bệnh bên đây mà. Cô muốn đến gặp cậu sĩ một chút để bàn chuyện coi mắt. Mà cô này. Mời vô. Cô tới gặp cậu sĩ một chút. Dạ, con chào cô. Chào con. Cô ngồi đi cô. Chào cô. Cô không phiền mấy đứa chứ? Dạ không, mời cô ngồi. Cảm ơn con. Ngồi đi. Ủa, cô đưa cô đi khám hả? Ừ, cô đi tái khám cái chân, sẵn tiện ghé vô đây gặp con một chút đó. Dạ. Cô nói luôn nha. Dạ. Chuyện mà cô nói với con hôm qua đó. Đây. Nhìn nè. Sao, con thấy có đẹp không? Dạ. Wow, đẹp giống hoa hậu Tiểu Vy thiệt nha. Đó, thấy chưa? Là bác sĩ. Dạ, nhân thì có, mỹ nhân gì. Cậu thấy sao? Xinh xắn dễ thương mà đúng không? Dạ, con thấy cổ xinh đẹp quá, cho nên con hơi căng thẳng. Trời ơi, căng thẳng gì chứ, cô nói được là được mà. Chừng nào xếp lịch để mà đi gặp người ta đây? Thời gian nhắn tin còn không có nữa. Thời gian đâu mà xếp lịch. Dạ, mặc dù con rất bận, nhưng con sẽ cố gắng xếp lịch để gặp cổ. Cô yên tâm đi. Con thấy người này nè cô. Con thấy cổ dễ thương, hiền lành, mặt phúc hậu quá cô ha. Con hy vọng cổ sẽ là người yêu lý tưởng của con. Vậy mới được chứ. Dạ. Ngay từ đầu cô biết chắc chắn là cô sẽ thích mà. Hay là cô đưa số điện thoại của con ở cho người ấy nha. Số điện thoại hả cô? Cô hay là mai mốt cô tìm cho con một người được không cô? Được. Nè, mỗi người yêu thích của con như thế nào? Nói cô nghe coi. Dạ, chỉ cần giống cô My vậy là được nè. Hả? Dạ. Giống Diễm My hả? Dạ. Em thì có gì đâu mà là mẫu người lý tưởng chứ. Ôi trời ơi, con đó, con không có biết nhìn con gái rồi.
Kiểu người như vậy hả? Nhìn bề ngoài thì xinh đẹp đó, nhưng mà tiếp xúc lâu ngày chán thấy mồ. Có gì hấp dẫn được chứ? Cô, xin lỗi con nha. Lẽ ra cô không nói mấy chuyện này trước mặt con thì phải ha. Cô ơi, gu con gái của con thích á, chỉ cần biết trang điểm, hợp mắt chút là được rồi. Ôi trời ơi, biết trang điểm có gì mà tốt chứ. Phụ nữ mà càng xe xua, đàn ông sẽ càng te tua. Nói nhỏ cho con biết nha, con My á, tiền thuê phòng trả cũng không nổi, thẻ tín dụng thì xài khỏi chê luôn đó. Phụ nữ như vậy mà đụng vô, ôi trời ơi, khổ cả đời đó. Cô nói gì chẳng cách nào, con quen đàn ông là con lợi dụng người ta hết luôn. Trời ơi, cô có nói gì đâu. Trời, con thiệt là nghĩ bậy nghĩ bạ không à. Cô chỉ nêu ra ví dụ điển hình để mà cho người ta hiểu dễ dàng thôi mà. Ủa, cô nói là nói cổ hả cô? Nói tôi đó, thì sao, được không? Đó, đó, thấy chưa, nhìn bề ngoài xinh xắn vậy, khùng khỏi chê luôn đó. Cô liệu đây. Con thấy chưa, thấy chưa, cái này là mới khùng có phần nữa thôi đó. Thôi cô đi đây. Dạ. Nè, cẩn thận cô. Chờ cô với, My. Trời đất ơi, con nhỏ này. My, trời ơi, làm gì mà đi nhanh dữ vậy, chờ cô với, cái con nhỏ này. Cô Liễu, con hỏi thiệt cô nha, con có làm gì sai với cô không? Sao cô ghét con dữ vậy? Cô có ghét con đâu mà cô nói vậy hả? Không có, sao cô có nói xấu con trước mặt mọi người không à? Trời ơi, cô đã nói rồi, cô chỉ đưa ra những ví dụ điển hình cho mà dễ hiểu thôi mà. Có ví dụ cô không chịu lôi tên người khác vô, cô lôi tên con vô, cô nói gì không giận sao được. Bộ cô bịa chuyện con sao? Con chậm trễ trả tiền nhà cho cô là do con trả nợ tiền thẻ mà, có đúng không? Cái con nhỏ này, chờ cô với. Dạ con mới về. Ngủ rồi hả? Trả thù mới được. Con mới tới hả? Dạ, ba con nhờ con đem cái này tới cho cô. Đưa cô sao cũng được, gấp gáp gì cho cực vậy? Dạ, ba con lo cho cô lắm, thấy cái gì ngon bổ bắt con mang qua liền cho cô. Con nói với ba cô cảm ơn nhiều nha. Cô Liễu ơi, con bắt đền cô. Con bắt đền cô á, con dễ con có chút xíu á, con dễ con nhập cái mặt con tìm leo con chùi càng ngày càng lem nè. Ai biểu con gây chuyện trước cơ cô chi? Cô bắt cười lắm hả? Cô xin lỗi. Dạ, sẵn tiện con qua đây á, con thưa với cô là cái chuyện coi mắt á, chắc con không đi được rồi. Sao vậy? Dạ, người phụ nữ đó không phải là mẫu của con. Nhưng mà lần trước con có nói là cô ấy xinh đẹp lắm mà. Dạ, nhưng không được. Vậy mẫu người của con như thế nào? Cô sẽ tìm cho con. Mẫu người của con hơi khó tìm á cô. Thì thử nói coi. Dạ, mẫu người phụ nữ của con chân mày phải đậm hơn người khác một chút. Chưa hết, trên mặt phải có nhiều đốm tàn nhang thì càng tốt. Thấy đồ ăn mắt phải chớp chớp liên tục. Thỉnh thoảng ở nhà vệ sinh hay quên đóng cửa,
Đặc biệt người đó phải thích nhậu, mặc dù tu luyện rất là kém. Chưa hết nha cô. Khi cáu gắt á, hãy đá ở xe người khác. À, còn chuyện này con quên nữa. Hồi nhỏ có tên là trách nhiệm. Con nhất định là phải thích mẫu người như vậy hả? Dạ. Trên đời này còn con gái mất nết như vậy sao? Dạ. Gu của con cũng lạ thiệt ha. Dạ. Chắc là tìm khó lắm đây. Dạ, con nghĩ là khó lắm á cô. À, đến giờ rồi, con phải về. Xin phép cô con về. Chào cô. Chào con. Dạ. Tôi về nha. Cô về.